Mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem một cái giống hoa giấy rất là đẹp luôn các bạn. Các bạn nhìn nè, hoa nở từng chùm to luôn nha các bạn. Đây, màu sắc thì sặc sỡ luôn. Màu hồng này các bạn thấy không? Nó rực rỡ luôn á. Chùm to như thế này nè, mà nhiều vô số kể luôn nha, hoa nó nở đầy cây luôn nha các bạn. Thì hoa giấy nó cũng rất nhiều giống, mà cái giống này là cái giống hồi xưa luôn rồi các bạn. Nè các bạn thấy không? Ở trong nó ra là bắt ở đầu, ở ngoài nó ra nữa nè, hoa nè. Hoa nè chùm chùm thôi. Thấy mê luôn gì đó các bạn. Cái giống hoa này giờ các bạn sẽ thấy rất là hiếm thấy luôn. Thì ở quê mình cũng còn rất là nhiều nha các bạn. Cái giống này rất là đặc biệt luôn. Mỗi lần á, hoa nó nở thì nó nở quanh năm luôn, chứ nó không phải là mùa Tết á, thì nó nở nhiều hơn. Đó các bạn thấy không? Chung quanh mình là hoa giấy tràn ngập hết trơn, đủ màu sắc luôn. Nhưng mà cái giống hoa này nó lại rực rỡ nhất luôn trong cái đám hoa. Ở dưới là hoa màu cam á, là hoa Thái đó các bạn, hoa giấy Thái. Còn ở trên này là hoa giấy mình cũng không biết giống gì, nhưng mà mình biết nó rất là xưa và lâu đời. Đó, nó chùm chùm vậy mà nó tận dưới gốc luôn nha các bạn. Nhưng đặc biệt, đặc điểm của nó là hoa nó nở rất lâu tàn, mà khi tàn á thì nó sẽ ở trên cây luôn các bạn. Các bạn sẽ gỡ nó ra, nó không bay tùm lum đầy sân mình luôn nha. Đây, mình các bạn thấy không, nó rất là nè, nó ở trên cây luôn. Nó lâu rớt xuống lắm, mà cái này các bạn tận dụng, các bạn làm sản phẩm mỹ nghệ rất là đẹp luôn đó. Cái hoa lâu tàn lắm, mà tàn thì nó bám trên cây luôn, và các bạn gỡ xuống nó rất là dễ luôn. Những cánh hoa này nó giữ lâu lắm. Nó giữ từ cánh luôn nè các bạn, làm hoa khô thì đẹp dữ lắm luôn. Tại vì cái độ bền á, dai á. Coi nè các bạn nhìn không, nó rực rỡ luôn không? Đó, hoa trong nó già thì hoa ngoài nó nở tiếp tục nữa. Đây là cây giấy nó chưa già lắm á, gặp cây giấy già các bạn thấy bông nó nhiều kinh khủng lắm. Giống hoa này thì rất dễ trồng luôn các bạn. Trồng dễ còn hơn mấy cái giống hoa Thái kia luôn á các bạn. Nhìn mê không các bạn? Màu sắc tuyệt đẹp luôn, mà hoa nó chùm chùm chứ nó không có rời rời như mấy cái chùm hoa kia nha. Nè các bạn thấy cây nhỏ mà bông nó hết biết nhiều không? Hoa giấy này là hoa giấy cổ nha, xưa lắm rồi các bạn, hồi xưa lâu đời lắm rồi đó, mà nó còn lại đó. Chùm to luôn đó các bạn. Ở dưới thì giống hoa giấy Thái màu cam nó cũng rực rỡ, nhưng mình đâu có chùm chùm bằng cái hoa giấy này. Hoa giấy này nó đã lâu đời đó. Đây, bụi này lại bụi khác nữa nè các bạn. Bông nó vẫn nhiều hơn cái hoa giấy Thái, các bạn để ý không? Chung quanh mình trồng rất là nhiều. Bông nó tuốt trên cao luôn, mà chùm nào chùm nấy thật là to luôn. Bện lại với nhau rất là đẹp luôn, tầng tầng luôn. Nó đang ra rất là nhiều nè các bạn. Mặc dù cái cây nó rất là nhỏ đó, cây này là nhỏ đó. Đó các bạn thấy không? Dài dài nè. Đó, cái bông nó nè, các bạn coi nó bền lên với nhau, thích lắm. Còn hoa giấy kia kia nè, các bạn thấy không? Nó cũng sặc sỡ luôn. Nhưng mà nó không có, bông nó không có đẹp bằng cái hoa giấy cổ đó đó các bạn. Mình kêu là hoa giấy cổ chứ mình cũng không biết nó là giống gì luôn á. Mà mình rất là thích loại đó. Mình rất thích trồng cái loại cổ đó đó. Nó chỉ có một màu à. Các bạn thấy hoa giấy Thái không? Đầy màu sắc hết.
Còn hoa giấy này nó chỉ có một màu duy nhất luôn nha. Đó các bạn thấy không? Tuốt trên cao mà nó ra cái chùm to hơn không? Đó, cái chùm nó to thiệt là to luôn. Sặc sỡ luôn. Nó chỉ có một màu duy nhất là màu hồng này thôi nha các bạn. Màu hồng rực rỡ luôn đó. Đó. Không lẫn vô cái bông giấy nào được luôn đó các bạn. Nhìn rất là đẹp. Đường ra thì hoa giấy Thái đầy, nhưng mà cái này mình thấy nó là nó nổi trội hơn tất cả các loại hoa giấy khác luôn các bạn. Hoa giấy Mỹ cũng không bằng nữa. Đó, chùm đó các bạn thấy không? Wow, bồng to vậy đó. Ý là cây non thôi đó các bạn. Cây này là cây giống cây non thôi, cây già các bạn thấy mê luôn. Chùm to bự hơn nữa. Mọc từ dưới đất mà đi lên trên cao luôn đó các bạn. Cái giống hoa giấy này mình thấy nó ít sâu bệnh lắm các bạn, không thấy luôn á. Trồng nó đại càng mà nó cũng ra hoa hoài luôn vậy đó, mê vậy đó. Vì bông nó không có cái bông như bông giấy Thái nè nha các bạn. Bông giấy Thái nó có cái bông trắng ở bên trong á. Còn cái này nó bông không à. Nè các bạn thấy không? Bông không à. Không thấy cái nhụy nó luôn. Nhụy nó có nhưng mà nó không có cái bông tròn tròn nhỏ ở bên trong. Màu sắc thì quá tuyệt đẹp ha các bạn. Nhìn coi nè, nó nhỏ mà nó một chùm trên tay mình, nhìn ở dưới đất nè các bạn thấy không? Quá xá đẹp luôn, hoa giấy cổ nha các bạn. Hả, nó ra bông này thì bắt đầu nó ra tược và nó sẽ ra bông khác. Nó bệnh bệnh với nhau gì đó. Cầm nguyên cái chùm bông to á. Đẹp lắm các bạn ơi, chụp hình là mê luôn á. Mê không các bạn, một chùm to nè. Chưa to lắm đâu, tại vì cây này nhỏ đó các bạn. Hoa nó rực rỡ nè các bạn thấy không? Nhìn ghiền luôn á. Trên đường mà ra cái cây hoa giấy này thì nó chỉ nổi bật nhất cái đám hoa giấy luôn á các bạn. Hoa giấy Thái còn thua nữa. Mình rất là mê cái giống này nè. Mình đang gieo và mình đang thì mình trồng nó cũng giống như hoa giấy kia thôi các bạn. Mình cũng cắt nhánh, và cái nhánh nó thì các bạn lựa 6 tháng tuổi các bạn ghim xuống thì nó bộ rễ nó sẽ tốt và nó đâm chồi tốt hơn là cái nhánh non. Và già quá thì nó sẽ không lên tược như các bạn. Các bạn chọn nhánh mà già quá là nó không lên tược đó. Bạc ngàn hoa giấy các bạn thấy không? Chung quanh mình hoa giấy đầy hết luôn. Tứ phía luôn, tại cái xóm mình là xóm hoa giấy đó các bạn. Mình yêu cái hoa giấy này dữ lắm luôn nên mình rất thích trồng. Các bạn thấy không? Nó ra bông nữa là nó đẹp nữa đó, cực kỳ đẹp luôn, Tết về nó đẹp lắm luôn. Mê không các bạn, nhìn cái giống đặc biệt không? Thường thì giờ các bạn, nếu mà các bạn ở thành phố thì các bạn sẽ không thấy đâu. Còn sót lại ở dưới quê thôi các bạn, ở dưới làng quê thôi, những cái dàn hoa giấy cổ nó sẽ còn. Đây các bạn nhìn thấy không? Nó đâu có sặc sỡ, mấy hoa giấy Thái thua cái cây hoa giấy cổ này nhiều lắm. Nhìn là thấy nó rực rỡ, sắc màu nó nổi bật nhất trong cái ruộng hoa giấy luôn đó các bạn. Rồi mình xin cảm ơn các bạn đã xem nha, cái loại hoa giấy cổ của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc.